chiếc nôi đào tạo nên nhiều nghệ sĩ nổi tiếng trong nước. Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh là giảng đường mơ ước của nhiều sinh viên đam mê nghệ thuật âm nhạc. Không chỉ là nơi đào tạo, nhạc viện còn là tổ chức có nhiều đóng góp trong việc quảng bá hoạt động của các đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp Việt Nam ra khu vực và thế giới. Tính đến năm nay là tôi đã gắn bó với nhạc viện được 25 năm và cái cảm giác mỗi ngày được đến lớp, được gặp các học sinh, sinh viên của mình luôn luôn mới nhưng không lạ, lạ mà không mới. Bởi vì cái cảm giác là lại được đến gặp nhiều thế hệ học sinh của mình khiến cho tôi rất là vui, là lại được làm một cái nghề được xem là cao quý, đó là truyền nghề. Nói đến nhạc viện thì người ta nói ngay đến những cái âm thanh nó khác với những trường khác, là có thể yên yên ắng hơn. Còn nhạc viện là đi từ xa đã nghe tiếng đàn, nghe tiếng hát, nghe tiếng các bạn học thanh nhạc thì sẽ luyện thanh, các bạn học kèn thì sẽ thổi, nghe rất là vui. Đều là một niềm vui, cũng như tôi cũng chúc cho các bạn trẻ cũng luôn luôn vui với công việc mình đã chọn, vui với cái ngày mình sẽ phải làm việc. Chúc các bạn buổi sáng vui vẻ. Xin chúc các khán giả của chương trình Thành phố hôm nay một ngày thật tốt đẹp và may mắn.